Phương Mỹ Chi thông báo tin vui ở tuổi 21. Phương Mỹ Chi khiến dân tình hào hứng khi thông báo tin vui ở tuổi 21. Buổi lễ khai máy phim điện ảnh Nhà Gia Tiên đã chính thức diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 6. Huỳnh Lập đảm nhận vai nam chính, biên kịch kiêm đạo diễn của phim. Sánh vai cùng Huỳnh Lập trong dự án mới là Phương Mỹ Chi. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên cô đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng. Đồng thời, buổi lễ khai máy còn có sự góp mặt của các diễn viên như nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Huỳnh Đông, Puka, Đào Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tú. Nhà Gia Tiên thuộc thể loại hài, linh dị, tập trung khai thác tình cảm gia đình. Ở Nhà Gia Tiên, Phương Mỹ Chi đảm nhận vai Mỹ Tiên, một nhân vật có cùng độ tuổi với cô ngoài đời thực. Cô nàng gặp phải vấn đề mà chính thế hệ mình đang trải qua như sự mất kết nối với những người lớn trong gia đình, khác biệt về quan điểm công việc, cuộc sống. Vai diễn này của Phương Mỹ Chi đòi hỏi nét diễn trưởng thành, sâu sắc, thể hiện tâm lý của một người con, cháu và cả một người em gái trong gia đình. Anh trai của Phương Mỹ Chi trong phim Nhà Gia Tiên là Huỳnh Lập, nhân vật Gia Minh. Anh chàng tiếp tục đem vào bộ phim lần này sự hài hước, dí dỏm nhưng không thiếu phần kỳ bí. Cuốn hút. Nhân vật Gia Minh là người cháu trai đích tôn của gia đình, gánh vác trên vai nhiều kỳ vọng của ông bà, cha mẹ, cũng hết mực thương yêu em gái Mỹ Tiên. Phim điện ảnh Nhà Gia Tiên quy tụ nhiều gương mặt gạo cội, là bảo chứng về khả năng diễn xuất như nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Đào Anh Tuấn, Huỳnh Đông, Puka, Nguyễn Anh Tú. Trước ngày bấm máy, Nhà Gia Tiên đã tung phớt lúc poster ấn tượng tái hiện bức cửu huyền thất tổ làm bằng tranh kiến, hay còn gọi là tranh kính. Đây là dòng tranh nổi tiếng tại vùng đất Nam Bộ. Bức cửu huyền thất tổ thường xuất hiện trong không gian thờ cúng như bàn thờ gia tiên hay nhà thờ tổ để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn ông bà, tổ tiên. Phim điện ảnh Nhà Gia Tiên đánh dấu sự trở lại thị trường điện ảnh của Huỳnh Lập sau 5 năm kể từ thành công của phim điện ảnh đầu tay Pháp Sư Mù, Ai Chết Giơ Tay. Phim điện ảnh Nhà Gia Tiên dự kiến ra mắt vào tháng 12 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.